Hello, xin chào mọi người. Nếu như các bạn theo dõi Nhung thường xuyên thì chắc hẳn các bạn cũng biết là khoảng thời gian cuối năm vừa rồi thì Nhung có rất là nhiều công việc và mình bị áp lực công việc này. Ngoài ra thì ăn uống không đầy đủ cũng như là mất ngủ thường xuyên nên dẫn đến cái việc Nhung bị sút cân trầm trọng luôn. Và khoảng thời gian đó mọi người cũng hay la Nhung là sao ốm nhẹ xuống sắc rồi không có tinh thần này nọ nên Nhung cảm thấy rất là buồn luôn và Nhung muốn cải thiện và lấy lại cái sức khỏe của mình. Thì Nhung đã được chị của mình chỉ cho Nhung một cái dòng sản phẩm và chị đã mua cho Nhung dùng thử luôn. Thì khoảng thời gian đó Nhung đã sử dụng và đến bây giờ Nhung đã lấy lại được cái cân nặng cũng như sức khỏe và cái tinh thần của mình. Mọi người cũng thấy là bây giờ Nhung nhìn tươi hơn, căng tràn sức sống hơn rất là nhiều đúng không? Tại vì Nhung đã sử dụng sản phẩm này và rất là hiệu quả luôn. Nhung sẽ bật mí ngay cho mọi người luôn nhé. Đây. Em này có tên là Tamino. Em này thì có cái thành phần bên trong nó là có cái thành phần whey protein được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ nên rất là tốt luôn. Ngoài ra thì còn có rất nhiều thành phần khác cực kỳ tốt đối với cái việc là bổ sung những cái chất enzyme cần thiết để cung cấp cho cái cơ thể của mình này. Ngoài ra thì giúp cho cơ thể của mình giảm stress, giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn và hỗ trợ tiêu hóa để giúp cho mình là trong cái vấn đề ăn uống trở nên dễ dàng hơn cũng như là ăn ngon miệng hơn. Đó là Nhung cảm thấy là cái khoảng khi mà Nhung dùng em này á thì mình ăn uống cũng ngon miệng hơn và ngủ ngon hơn, rất là tốt luôn. Và ngoài ra thì em này còn giúp thanh lọc cơ thể này, đào thải những cái độc tố bên trong cơ thể ra nữa, rất là nhiều công dụng luôn nhé. Và bên trong thì nó sẽ có dạng hộp viên uống như thế này này mọi người. Đó nên là khi mà mình đi đâu á hay là mình đem đi rất là dễ và rất là thuận tiện luôn. Đó sẽ là dạng viên uống như thế này nhé. Một ngày thì sử dụng 2 viên như thế này. Đó sau bữa ăn khoảng 30 phút thì trong một hộp này mình có 30 viên thì một hộp này Nhung sử dụng trong vòng nửa tháng và đến nay là Nhung đã sử dụng hết 4 hộp rồi, là trong vòng 2 tháng á mọi người, và hiện tại thì Nhung đã tăng được 4kg rồi. Chỉ trong vòng 2 tháng thôi là Nhung đã lấy lại được cái cân nặng của mình rồi và hiện tại thì sức khỏe của Nhung cũng rất là tốt này. Mọi người cũng thấy là bây giờ nhìn Nhung gương mặt cũng hồng hào hơn, tươi hơn và là tinh thần của mình cũng tốt hơn rất là nhiều luôn. Đó chính là nhờ em Tamino này á. Và ngoài ra thì khi mà trong suốt quá trình Nhung sử dụng luôn thì Nhung cảm thấy là không hề có một cái tác dụng phụ nào hết. Hộp sản phẩm mà Nhung mua nó còn có một cái phiếu bảo hành này, thì nếu mà mình phát hiện là trong sản phẩm có chứa cái corticoid là một cái thành phần không tốt đối với sức khỏe của mình á, thì mình sẽ được đền bù 10 triệu đồng. Đó rất là đảm bảo luôn nha mọi người. Và kiểu như là Nhung đã sử dụng rồi, mình đã trải nghiệm rồi thì Nhung cảm nhận cái sản phẩm này cực kỳ là an toàn và rất là hiệu quả luôn. Nên là những bạn nào mà đang bị yếu này, cân nặng không được tốt này và mình cảm giác bị chán ăn hay là mất ngủ, căng thẳng, stress, hoặc là những cái bạn mà bị suy nhược cơ thể hoặc là bị sau khi mà mình điều trị xong mà mình yếu, mình muốn cải thiện sức khỏe của mình á, thì mình có thể sử dụng em này để mình hỗ trợ cho cái sức khỏe của mình được tốt hơn. Và hy vọng rằng các bạn luôn luôn có một cái sức khỏe thật là tốt để mình có thể học tập cũng như làm việc lúc nào cũng được hiệu quả nha. Và clip của Nhung đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người nha.